cách phát âm tiếng Anh. Bạn trước, tới mình nhá. Bạn phát âm từ này như nào nào? Nó là taro. Còn từ này thì sao? Đúng rồi, nó là variety. Từ này island. Đừng đọc là Iceland nhé. Island. Còn từ này thì sao nào? Gorgeous. Bạn đoán đúng được bao nhiêu câu? Comment phía dưới nhá.